sẻ là vừa mới doanh thu với Bách lại Hà Nội cách đây khoảng tầm một vài ngày. Thế là cũng bảo tin là bây giờ trong network của mọi người có quý anh chị nào ấy mà có thể connect được với nhau ấy, thì là mình làm cái buổi tối như thế này. Thì tinh thần là hôm nay là rất là casual, rất là informal, chủ yếu là anh chị và mọi người connect với nhau. Lúc này còn nói vui là miễn là đừng có giận người của nhau là được đó. Thì tinh thần hôm nay thì trước cái team của tôi là có khoảng 100 người, khoảng
hơn một người, 60 người là các developer tôi cũng là một developer sinh học và kiểu sai thì như làm chứng khoán thì từ khoảng 15 năm nay trước khi ngày hôm nay tôi có là CEO của đấy. Thì em hiện tại là tại sao từ mấy giờ của Insider đến từ Việt Nam thì em cũng làm việc trong ngành công nghệ khoảng 3-4 năm và rất may mắn thì ở đây là được có cơ hội làm việc cho doanh nghiệp của rất nhiều anh chị, anh Linh Tima đúng không ạ? Insider đã tạo sân chơi hôm nay thì sự kiện rất là ấm cúng và cũng như là mình có thể có buổi network để mà chia sẻ rất là nhiều insight cũng như là học hỏi thêm một cách người khác, thì hy vọng là Insider cũng sẽ lớn mạnh và cũng có tạo những sân chơi giống như thế này cho các bạn lan tỏa loại năng lượng và cũng như là cái niềm hăng say về công nghệ cũng như là dữ liệu và cho ngành, cho các ngành. Chị nghĩ là với cái chủ đề ngày hôm nay thì không phải là chỉ có mỗi dữ liệu hay là chỉ có mỗi customer experience là những khó khăn. Chị nghĩ là cái khó khăn nó sẽ là đến từ cả hai, bởi vì là ngân hàng nào cũng mong muốn là sẽ có một cái một lượng data rất là mạnh, hay là cũng muốn là cái trải nghiệm khách hàng của mình tốt nhất. Thế nên là khi mà mình đạt được một cái mục tiêu rồi thì chắc chắn sẽ có một mục tiêu khác tốt hơn đến. Thế nên lúc nào cũng sẽ có gặp những khó khăn kể cả về data cũng như là cả về customer experience. Chắc là buổi tối ngày hôm nay thì chị nghĩ là cảm xúc là một buổi tối rất là ấm cúng. Mọi người chia sẻ rất là gần gũi, rất là cởi mở về tất cả những khó khăn hay là tất cả những cái experience của mọi người về về công việc hay là về những cái trải nghiệm đối với cả Insider. Cái đấy cũng rất là có ý nghĩa đối với chị, vì khi là chị là một cái khách hàng chưa được làm khách hàng của Insider và có thể là sắp được làm khách hàng của Insider thì rất là có ý nghĩa của cái buổi tối hôm nay, rất là có ý nghĩa cho chị.